Chùa Giám ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nằm trong cụm di tích quốc gia đặc biệt đền xưa Chùa Giám Đền Bia. Nhưng hiện nay thì nhiều hạng mục của di tích này đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Chùa Giám có tên chữ là Nghiêm Quang Tự, được khởi dựng vào thời Lý. Chùa Giám được xếp hạng di tích quốc gia năm 1974, đến năm 2017 được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Hiện nhiều hạng mục như mái, tường, tượng đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Và hiện tại là đang xuống cấp rất là trầm trọng, và thậm chí là các cái gỗ nó cũng đã bị mục và nó đã từ từng mảng ngói nó đã bị rơi xuống, và trời mưa thì nước là bị dột vào trong chùa rất là nhiều. Chùa Giám là nơi thờ đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh. Nơi đây có lưu giữ tòa cửu phẩm liên hoa, là một trong ba tòa cửu phẩm liên hoa có giá trị đặc biệt về nghệ thuật, điêu khắc gỗ, cổ truyền, còn được lưu giữ ở nước ta cho đến ngày nay. Năm 2015, tòa cửu phẩm liên hoa Chùa Giám được công nhận là bảo vật quốc gia. Qua đây thì chúng tôi rất mong muốn là lãnh đạo các cấp cùng ngành văn hóa ở Ủy ban huyện Cẩm Giàng cũng sớm là quan tâm để đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích, một cái di tích quốc gia đặc biệt rất là có giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật ở tại nơi đây, để di tích làm sao đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân về tâm linh, về tín ngưỡng, và đồng thời cũng là tổng thể của các di tích trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Các cấp chính quyền cần có phương án khẩn cấp để tiến hành khảo sát, đánh giá, tu bổ, chống xuống cấp cho di tích quốc gia đặc biệt này.